Hôm nay đi chợ gặp máy mọi người ạ. Đấy, làm được một mớ 2, 4, 6 con các bạn. Hôm nay thì cũng lâu ngày quá rồi. Bây giờ mình thì cũng thời gian cũng gần đến dịp vào mùa vụ rồi, nên là mình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Hôm nay mình sẽ mua cả dê đực mọi người. Ở đây là có 3 con dê cái và 3 con dê đực các bạn. Đấy, mình đang nhờ em cameraman này hỗ trợ mình buộc vào thùng xe. Đấy. Hello chào các bạn đi. Ok, hello chào các bạn, mình tên là Anton. Ok, rồi. Thì lát nữa mình sẽ tiếp tục sáu nha mọi người. Ok các bạn, bây giờ anh em mình vừa mới ra đến bản nha mọi người. Bắt tin lời. Bye. Capri du jogadore. Muito. Yeah. Aqui hoje aumenta mais 6. 6. Tá. Aquele vai conseguir? Não. Não consegui? Não conseguimos. Ah. Sim. Ok. Hôm nay mua thêm được 6 con mọi người, 3 con dê đực và 3 con dê cái. Cái thời điểm này mọi người, nên là cũng bắt đầu vào mua gieo hạt rồi đó. Nên là tranh thủ mua mứa để nơi, nên là mua để mà chấm luôn vào mùa mứa mọi người. FM nha. FM. Xin. Xin gì cả em mọi người. Mà tin lời. Levanta, mà tin lời. Che. Sobe, lá em cima. Leva. Já, assim mesmo. Levanta mesmo. Ok. Chega, vá para daqui. Deixa, vai solta. Antônio. Ok. Sim. Não, ainda. Ok. Tá fechado. Tá bom. Thì hôm nay con số như vậy là đã gần đủ rồi mọi người. Thế, ngày mai ngày kia mình có một lượt nữa để cho đủ số lượng luôn đi. Bởi là hôm nay cũng gặp máy ra chờ thì cũng gặp máy các bạn. Hôm nay chờ bán cũng tương đối nhiều dê. Được bao nhiêu con là mình lấy bấy nhiêu con luôn. Parece mesmo. Pai. Ok, agora já vou lutar esse acabar rápido. Sim. Tá sim, tá quase já. Tá quase já, é mesmo, tá quase. É. Thì nói chung gần đủ rồi số lượng đấy mọi người. Thì cố gắng gom ra mua đủ được cả 20 con rồi mọi người. Ok các bạn, thì ngày hôm nay có một khách hàng là hẹn mua một sọt cà chua các bạn. Nên là mình đang nhờ mấy em tranh thủ hái. Đấy thì cà chua bây giờ thì khoảng tầm ít ngày lại có thu hoạch của mọi người. Còn đằng kia thì bà trưởng bản đang bán nốt cái rau rau cải bô mọi người, cái phần bên phần đất bên phần đất phía bên này sát đường bên này thì chúng mình bán gần hết rồi. Bây giờ mình đang là cameraman. Ừ.
Đằng này thì các em vẫn đang tiến hành tưới tưới khoai tây mọi người. Vườn cà pháo nhìn ngủ có vẻ tiến triển hơn rồi mọi người. Hôm nay sáng tuần thì sẽ bón thêm đầm mọi người. Đây này, thấy các bạn này, quả đây đây này. Buổi sáng thì bác trưởng bản và các em thì đã đi cắt cỏ ở đây rồi. Thì bây giờ là mình sẽ phụ mọi người là công tác chuyên trợ. Dạ, bây, bác một cà rề gắn đi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua với mọi người luôn. Cái khu vực này tương lai thì sẽ làm nông trại ở đây mọi người. Đây, toàn bộ cái khu vực bao phủ ở đây. Đi sang tịt ở phần bên kia và ở bên kia nữa các bạn, và ở bên cửa màn bên kia nữa mọi người. Đấy. Thì bây giờ mọi người đang tranh thủ để cắt cái cỏ này, không ít hôm nữa là người dân họ đốt đấy, họ đốt chạy vất. Mình thì đang nói với bác trưởng bản là cái khu vực cỏ này phải cố gắng cắt. Trước mắt thì đang cắt để làm lợp nhà rồi các bạn ạ. Đấy, mới cắt có một khoảnh vừa mà nhiều lắm. Đấy, cỏ bạt ngạt luôn mọi người. Cái thửa đất này thì hôm nay bác trưởng thôn đưa mình đi khám phá rồi. Đấy, đi xem xét thực địa như thế nào. Để sau này tìm ý hưởng là làm nông nghiệp ở đấy các bạn. Ở đấy thì có một cái khu vực là đất của em gái của bác trưởng bản đã làm nông nghiệp rồi, một ít thôi, còn lại thì chưa. Mặt tiền luôn. Mấy lô mình làm mà ra chứ? Amara Esilembasu. Ok. Dạ, tạm biệt anh. Input. Pizza, mas, pizza. Aquele lá, não. Mas. Aqui. Pai Paulo, ajuda a gente sobre a pizza com patilho. De lá, ele fica pouco baixo. Nhờ bác trưởng bản và em mà tin lối lên dậm cho nó xuống ấy. Ok, ta bỏ xin. À cái lê la đu mà tin lối nó có xí kí mắt. Dạ, ta bỏ. Mà tin lối. Bây giờ. Vá amarrar esse ainda. Pai, me dá aquele. Pai, junta pra dentro.
Depois. Agora amara esse bem duro ainda. Não vai arrebentar. Olha essa que traz aí. Gosta mais um pouco de assim mais bom, vai carregar mais, né? Sim. E nhà công Phan thì vai buka mai à cô đáo. Cô đây. Ok mọi người, bây giờ là về đến nơi đây, bắt đầu là cho cỏ xuống các bạn. Số cỏ này thì sẽ để dùng để lập nha bảo vệ. Mỗi ngày thì sẽ tranh thủ làm một chuyến như thế này các bạn. Mỗi ngày tranh thủ làm một chuyến xe như thế này. Vậy là đăng ký quá đâu, quá chỗ này cũng hơi xa, tương đối xa. Đấy, bác trưởng bạn vừa mới ăn cơm xong. À, ăn phun, ăn bột ngô xong. Dạ, né? Parece que vamos bazar já. Vai. À, qua đây thì mình cũng muốn bàn giao luôn cái số lượng dế này tạm thời cho như bác trưởng bản trông coi đó. Vậy, esse cabrito vai levar só para casa nhá, cuidar bem nhá. Thì trong một ngày gần nhất thì sẽ tiến hành bàn giao cho các cầu thủ và sau đó thì sẽ quyết định là như thế nào. Thì tiếp tục sau đó thì mình sẽ hội ý cùng mọi người. Thì nói chung là công việc ngày hôm nay đơn giản vậy mọi người. Thì nào là thu hoạch cà chua này, rồi đi lấy cỏ này, rồi bàn giao dế cho bác trưởng bản này. Đấy, nói chung là công việc thì cứ hàng ngày thì cứ vẫn tiếp diễn như vậy các bạn. Thì trong cái giai đoạn này thì tranh thủ lấy cỏ để về làm cho kịp cái này mọi người. Không là thời gian tới đấy thì người dân họ thường họ hay đốt đấy, đốt cỏ để làm mua nên là rất hiếm cỏ. Đấy. Thì nội dung mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy hay ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Bye, chào các bạn này. Chào các bạn. Bye bye.